Hằng chính thức công khai bạn trai soái ca khiến fan đứng ngồi không yên. Mới đây trên Instagram, Minh Hằng đã gây sóng gió với bức ảnh nắm tay một người đàn ông. Huấn luyện viên The Face mùa 3 diện bộ bikini đen gợi cảm, tay trong tay một người đàn ông giấu mặt, đi kèm lại chú thích đơn giản, follow me. Đây cũng là động thái đầu tiên của cô khoe nửa kia trên mạng xã hội. Đó cũng là điều mà fan nóng lòng được biết mặt bạn trai cô đã quen. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, nữ ca sĩ nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Fan của Minh Hằng ngay lập tức bày tỏ sự tò mò về danh tính của chủ nhân bàn tay lạ. Thậm chí có người còn đề nghị Minh Hằng giới thiệu bạn trai với fan. Điều này cũng không khó hiểu vì lần đầu thần tượng của họ khoe tình yêu sau khoảng thời gian bị gắn mác ế lâu năm. Những bình luận của fan nháo nhào lên với hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ về người đàn ông giấu mặt. Fan xôn xao lên hỏi thăm về danh tính của chủ nhân bàn tay lạ này. Tay ải tay ai? Chị nắm tay ai vậy chị? Ai nắm tay chị tôi vậy trời? Bao giờ em mới được gặp chàng trai bí ẩn của chị đây? Yêu bao năm mà giữ kín quá? Fan nháo nhác bình luận. Hiện tại Minh Hằng đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Maldives. Việc công khai đi chơi với bạn trai được xem là động thái công khai đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm giấu kín. Trước đó Minh Hằng cũng đã từng chia sẻ, anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp. Nữ ca sĩ từng tiết lộ bạn trai của mình sâu sắc nhưng cũng vui tính. Anh cũng rất chiều chuộng cô. Người yêu nói tôi giữ, đanh đá nhưng vẫn yêu, vẫn chiều cho đến lúc tôi hư, không ai có thể yêu được nữa ngoại trừ anh ấy. Hé lộ chân dung bạn trai của Minh Hằng, bạn trai tôi nghèo lắm. Nhiều người đồn đoán rằng bạn trai Minh Hằng là đại gia giàu có, song nữ ca sĩ tiết lộ người đàn ông cô yêu thậm chí từng phải mượn tiền cô để làm ăn. Không ít người đồn đoán rằng bạn trai của Minh Hằng là một vị đại gia lớn, sẵn sàng chống lưng cho cô trong showbiz đầy thị phi. Thế nhưng qua những gì Minh Hằng chia sẻ, người đàn ông mà cô yêu là một doanh nhân nhưng không quá giàu có. Trong một bài phỏng vấn, Minh Hằng cho hay mối tình giữa cô và bạn trai xuất phát từ một tình bạn đẹp. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình, dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp. Cũng trong bài phỏng vấn này, nữ ca sĩ tiết lộ bạn trai của mình sâu sắc nhưng cũng vui tính. Anh cũng rất chiều chuộng cô, người yêu nói tôi giữ, đanh đá nhưng vẫn yêu, vẫn chiều cho đến lúc tôi hư, không ai có thể yêu được nữa ngoại trừ anh ấy. Sau đó ít lâu, trong buổi giao lưu với 500 fan tại Đại học Tôn Đức Thắng, Minh Hằng tiếp tục tiết lộ về thân thế của bạn trai. Tôi đã có người yêu, anh ấy hơn tôi 10 tuổi và là doanh nhân. Tuy nhiên, Minh Hằng phủ nhận tin đồn bạn trai cô là một đại gia. Người đẹp thẳng thắn cho hay bạn trai cô thậm chí còn mượn tiền cô khi cần vốn để làm ăn. Bạn trai của tôi nghèo lắm, dù không giàu có về vật chất nhưng anh vẫn luôn là người bao bọc, chở che cho tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Có những lúc bạn trai cần một số vốn để làm việc, tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh ấy về mặt tài chính. Nói như thế không có nghĩa là anh ấy phụ thuộc vào tôi, mà ngược lại, tôi tin anh ấy đủ tài giỏi, đủ khả năng để có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng trong lần chia sẻ này, Minh Hằng tâm sự thêm rằng, người đàn ông mà cô yêu tuy rất yêu chiều và ủng hộ cô trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại rất hay ghen. Trước đây anh ấy cũng từng vài lần đưa đón tôi đi đóng phim và tận mắt nhìn thấy những cảnh thân mật. Tôi biết anh không vui và khó chịu. Do đó về sau này, những lúc đóng cảnh quay tình cảm, tôi sẽ cản không cho anh ấy đi theo. Trả lời phỏng vấn, Minh Hằng khẳng định cô phải xin phép người yêu rồi mới dám đóng những cảnh quay nhạy cảm. Người đàn ông của tôi không phải là người giàu có nhưng luôn làm tôi hạnh phúc vì lúc nào cũng được là chính mình. Tuy nhiên thú thật là tôi cũng có xin phép bạn trai rồi mới dám đóng cảnh nóng. Tôi hay ghen, song vì luôn song hành với Minh Hằng trên con đường nghệ thuật nên bạn trai doanh nhân hiểu và luôn tin tưởng ở cô. Trong một talk show, nữ ca sĩ tự hào khẳng định bạn trai chính là chỗ dựa vững chắc của cô. Khi nghe tin đồn xấu, anh ấy vẫn rất yêu tôi, đồng cảm với tôi nhiều hơn. Anh hiểu cho công việc của tôi và biết tôi phải chịu trên đôi vai này rất nhiều áp lực. Anh ấy cũng vỗ về tôi, có anh bên cạnh mọi thứ đều sẽ qua. Lúc đó tôi cảm thấy đâu cần gì nữa, chỉ cần một người đàn ông luôn bên mình và tin tưởng thế là đủ. Trước câu hỏi vì sao phải giấu người yêu một cách tuyệt đối, Minh Hằng cho hay bạn trai từng cãi nhau với cô vì việc tại sao cứ phải giấu mặt.
song nữ ca sĩ một mực muốn giữ anh trong bóng tối nhằm bảo vệ tình yêu và bảo vệ người yêu của mình. Người đàn ông ấy bảo vệ tôi rất là nhiều, cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy tôi cũng muốn bảo vệ người đàn ông đó, không muốn anh ấy bước ra ngoài ánh sáng. Tôi chỉ muốn bao bọc người đàn ông ấy trong vòng tay của mình, để anh ấy có cuộc sống bình thường, làm việc như bao người khác. Minh Hằng bất ngờ phát ngôn gây sốc thế này khiến anti-fan chỉ biết cầm nín. Nếu một ai hỏi rằng trong showbiz Việt những sao nữ nào đang được chú ý hiện nay thì chắc chắn danh sách đó không thể thiếu Minh Hằng. Với tài năng và nhan sắc, Minh Hằng đang từng ngày khẳng định vị trí vững chắc của mình trong làng giải trí. Minh Hằng không chỉ là một nữ diễn viên hàng đầu với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ấn tượng, cô còn được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn và gần đây nhất là huấn luyện viên cho chương trình The Face Việt Nam 2018. Tuy thành công như vậy, nhưng Minh Hằng không thể tránh khỏi những thị phi trong showbiz và đương nhiên cũng không tránh khỏi sự soi mói, dè biểu của anti-fan. Có một khoảng thời gian dài, Minh Hằng luôn phải chịu sự soi mói của anti-fan, từ giọng hát cho đến nhan sắc phẫu thuật lỗi, phong cách thời trang, có xứng đáng hay không vào vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam. Tuy nhiên, trước những sự soi mói đó, Minh Hằng luôn chọn cách im lặng và chứng minh bản thân bằng việc nỗ lực, cống hiến hết sức mình. Mới đây, khi được hỏi về vấn đề này, Minh Hằng có chia sẻ thẳng thắn như sau. Hằng hoạt động nghệ thuật cũng mười mấy năm, nhưng Hằng chưa bao giờ trả lời tương tác với những người chửi bới hay tranh cãi với anti-fan. Bởi vì thứ nhất, Hằng rất bận, và thứ hai, dù có cãi thì mình cũng sẽ thua. Vì sao thua? Vì mình thiếu kinh nghiệm. Anti-fan là những chuyên gia đi cãi lộn. Một ngày của họ chỉ để soi và đi cãi lộn với những người họ không thích. Cuộc đời này Hằng dành để làm việc, dù có cãi lại thì chắc chắn cũng sẽ thua vì sự thiếu kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng cho biết mình không bao giờ nói dối và đó là một trong những quan điểm sống của cô. Hằng là người không bao giờ nói dối, đó cũng là một trong những quan điểm sống của mình. Chính vì thế, Hằng không muốn trả lời những thứ mà mình không muốn nói. Không phải là Hằng không dám nói thật, mà nếu Hằng trả lời, dù Hằng có nói thì cũng chẳng ai tin. Họ không tin và đem câu chuyện này đi bàn tán và phủ nhận hết những nỗ lực mình đang làm. Với những nỗ lực mà Hằng đang có, tại sao Minh Hằng nỗ lực đi học hát, Minh Hằng nỗ lực đi học sản xuất phim, nhưng lại không được nhắc nhiều bằng những thứ bên lề như thế. Có thể thấy, Minh Hằng đang nỗ lực tiến bộ lên từng ngày, đặc biệt là trong vấn đề hát live. Không những thế, giọng ca Người Vô Hình còn muốn thử mình với vai trò mới là nhà sản xuất phim. Đó là một trong những ước mơ lớn của Minh Hằng. Hằng muốn nền điện ảnh phát triển, muốn có những ekip giỏi, những nhà làm phim chịu mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn khám phá nhiều góc nhìn khác nhau trong điện ảnh. Hằng muốn làm việc với những nhà sản xuất táo bạo, mang đến một nền điện ảnh sôi động. Đó là một trong những ước mơ Hằng đã ấp ủ 7-8 năm nay. Và bây giờ mình đã có đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện ước mơ của mình. Hằng có kinh nghiệm làm diễn viên, nhưng về sản xuất thì Hằng chưa có nhiều và cũng cần học hỏi thêm. Đến khi đủ kinh nghiệm và học hỏi được nhiều hơn thì Hằng sẽ tự tin sản xuất bộ phim của riêng mình. Minh Hằng chia sẻ thêm. Minh Hằng đang đảm nhận vai trò sản xuất cho phim Mùa Viết Tình Ca với sự tham gia của Isaac, Phan Ngân, Sunny Hà Linh, Lâm Bình Hải và Puka. Minh Hằng bật khóc khi nghe thí sinh Lưỡng Tính kể về cuộc sống đau lòng trong quá khứ. Câu chuyện được lên sóng của Mít Nguyễn trong thử thách diễn xuất của lớp Masterclass tập 2 đã để lại cho khán giả một chút tiếc nuối vì cảm xúc được đẩy chưa tới. Sau khi nhận được cái tát như trời giáng của Thanh Duy cùng câu quở trách cha bám chữ còn đốt sách, Trấn Thành trong vai người thầy giáo mù cùng cực đang ngấn lệ về tuổi khổ sẽ là hoàn hảo nếu Mít Nguyễn hòa mình vào nhân vật và đồng cảm hơn với số phận bằng những giọt nước mắt. Nhưng câu chuyện được chia sẻ phía sau hé lộ phần nào nguyên nhân Mít Nguyễn không thể khóc dù cho vai diễn trên sân khấu hay vai diễn cuộc đời. Chia sẻ về khúc mắc trong quá khứ dẫn đến việc chai sạn cảm xúc, Mít Nguyễn trải lòng câu chuyện buồn của đời mình. Sống với nội từ nhỏ, đến năm 14 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Mít Nguyễn phải trải qua một sự mất mát rất lớn. Bà mất do cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Vì phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi bố mẹ sống ly thân, mỗi người chọn một hạnh phúc cho riêng mình. Chính vì thế đối với Mít Nguyễn, bà nội là cả thế giới. Sự mất mát này thực sự là một cú sốc rất lớn đối với Mít Nguyễn và cũng là bước ngoặt để chuyển hướng, mang đến nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của anh. Vốn là một người mau nước mắt, Minh Hằng đã kìm lòng không đặn và rơi nước mắt trước câu chuyện xúc động của Mít Nguyễn. Ngay sau đó Minh Hằng đã chia sẻ, thật sự rất sợ những người không thể rơi nước mắt. Mỗi lần em nói nhưng nụ cười luôn nở trên môi, tim chị như cắt từng nhát dao.
Đồng thời, nữ huấn luyện viên cũng mong muốn Mít Nguyễn có thể bộc lộ nhiều cảm xúc hơn nữa ra bên ngoài để giải tỏa hết những chất chứa trong lòng. Em buồn thì hãy khóc, cô đơn thì hãy nói, đừng tự gánh hết nỗi đau một mình. Trấn Thành dành tặng cho Mít Nguyễn một lời khuyên vô cùng chân thành. Nước mắt không xấu xa nếu mình biết cách sử dụng. Nó có giá trị đúng khi rơi ra đúng vào thời điểm và dành cho đúng người.